Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ unboxing cái gói hàng đến từ thecubicle.us. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu mở gói hàng này ra. Thì theo mình biết, cái gói hàng này chính là cái Thunder Clap. Thì mình được hai cái stand. Tại vì cái này gọi là cái US National Sale đó, là họ tặng các bạn cái stand nếu bạn đặt hàng ở The Cubicle. Rồi. Và đây là Thunder Clap V2. Và mình được tặng kèm sticker. Cubicle Business Card. Cái này là receipt thôi. Rồi. Thì bây giờ bạn có thể thấy đây là hai cái stand. Mình sẽ để nó một bên. Thì đây là sticker. Thì các bạn, cái này là khi các bạn mua Thunder Clap thì bạn sẽ được tặng một cái bộ sticker. Thì bây giờ các bạn có thể thấy đây là Thunder Clap V2. Thì đây là Marvel. Tại vì anh này đã bắt đầu gọi là làm đại diện cho WG rồi. Thì nhờ cái đó. Rồi mình sẽ mở hộp ra. Thì cái Thunder Clap ngày xưa thì nó tặng bạn cái gọi là một cái bịch. Còn này là tặng bạn một cái hộp. Wow, first turn. Cảm giác nó khác hoàn toàn với lại Thunder V2. Thunder V1 rồi. Nó rất là nhiều silicon trong đây. Mà cái chiếc này mình cảm giác nó chậm hơn con V1. Rất là tốt. Thì đây là sticker. Giác nó giờ mình thấy là nó không có cái lock up, mình xây mình thấy nó bình thường thôi, cắt góc tốt hơn con V1. Và cái cấu trúc của nó sẽ hình cái này nè, cái góc của nó lại hình square up corner này. Thì đa số những cái cube bây giờ toàn dùng square up corner để cho nó không có bị corner twisting. Mình thấy mình vẫn twist được rất là đơn giản, mình chả biết tại sao nữa, mình vẫn twist được. Con tăng lâm của mình là mình twist không được luôn. Còn con V2 này mình có thể vẫn thể twist được rất là đơn giản. Đúng rồi, có một số lock up. Và tension của nó là tension, đối với mình là nó hơi lỏng, cái bên này nó hơi lỏng một chút, đối với mình nó hơi lỏng. Nó kêu, tiếng kêu nó lớn hơn con V1, V1 của mình nó mượt hơn. Đây, V1 của mình nó mượt hơn. V1 nó cái tiếng nó kêu nó mượt hơn. Rất là tốt. Con V2 thì nó crispy hơn một chút, nó hơi crispy một chút. Thì mình sẽ set up cái cube này. Mình sẽ set up cái cube này và mình sẽ nói cho các bạn biết rõ hơn về phần trong phần review. Cảm ơn bạn đã xem video, mình hẹn lại các bạn ở video sau.